trần nhật phong trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình hilton nhật ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, texas trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự đề tài thứ hai vẫn liên quan tới ngành truyền thông tại Hoa Kỳ quý vị trong ngày hôm qua thì một à, ký giả nổi tiếng là ký giả điều tra tức là investigation journalism à, đây là một trong những ký giả nổi tiếng đã làm việc với đài CBS và bà đã ra điều trần trước sàn Hạ viện về tình trạng mà bà bị sa thải và ngay sau khi bị sa thải thì tất cả những cái tài liệu bà để trên bàn và tất cả những cái nguồn tin bí mật mà bà lấy được từ ở các cái thông tin để điều tra đã bị tịch thu lấy hết của cái đài truyền hình CBS và gần như là bà gọi đây là một cuộc tấn công vào ngành ký giả điều tra của đài CBS và bà cho biết là gần như công việc của bà đã bị ngưng ngưng chạy hoàn toàn cho tới khi bà được sự giúp đỡ của một tổ chức độc lập thì bà mới lấy lại được công việc của bà. Tuy nhiên không phải ở đài truyền hình CBS, quý vị, đây là cái bản báo cáo của và ra điều trần trước cái quỹ ban tư pháp của hạ viện. Trên Đây hình của ông Jim Jordan đang lắng nghe tiếng nói của bà và nữ ký giả Catherine Hurridge Her, uh, uh, đã lên tiếng phát biểu vào ngày thứ năm tức là ngày hôm qua đó, quý vị, ngày uh, 11 tháng 4 về làm cách nào mà bà bị loại trừ và gần như là cái ông chủ cũ tức là đài truyền hình CBS đã tịch thu tất cả những cái tài liệu của bà bao gồm luôn hồ sơ của bà bao gồm luôn dạ những cái nguồn tin bí mật của bà mà thường lấy thông tin và bà Harris đã lên tiếng và nói rằng với lại cái quỹ ban tư pháp của Hạ viện là cái quyền tự do về cái quyền bảo vệ tự do về báo chí nơi mà bà gọi là đài truyền hình CBS đã có hành động tấn công vào các ký giả điều tra độc lập và bà vốn là người đã nhận được giải thưởng cao quý về cái ngành phóng viên điều tra của bà và kể ra câu chuyện của bà và trong đó bà nói rằng gần như là cái công việc của bà đã bị vi phạm bởi cái công ty truyền thông khổng lồ này khi mà họ loại trừ bà và với sự giúp đỡ của sag Atra thì bà có thể quay trở lại công việc của bà. Thưa quý vị, đây là một trong những trường hợp ở một công ty truyền thông tư nhân. Và công ty truyền thông này đã bắt đầu định hướng các ký giả đưa tin theo kiểu của họ. thì chuyện này tôi đã từng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, quý vị về những cái công ty truyền thông có cái tư tưởng thiên tả và có cái định hướng thiên tả đối với công chúng từ nhiều năm nay rồi, không phải mới đây. từ thời chiến tranh Việt Nam cho tới bây giờ tôi đã nói rất nhiều lần. Tuy nhiên thì gà tôi mượn câu chuyện của cái bà bà Karin Harris này để tôi nói về một vấn đề khác, quý vị. trong ngày hôm qua, hôm kia thì cũng một ký giả làm việc 25 năm với đài truyền hình em với đài radio NPR. NPR tức là National Public Radio. Đây là một đài phát thanh có lâu đời và đài phát thanh này vốn nhận được sự tài trợ của chính quyền liên bang. Và kết quả thì người có lịch trình làm việc 25 năm cho cái đài này đã lên tiếng cáo buộc riêng cái văn phòng của đài này ở tại Washington DC. Thì quý vị tất cả phòng tin tức của họ 87 người ở trong phòng tin tức đều ghi danh là bỏ, bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ và không có một người nào ghi danh bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa và đài này những kẻ chủ trương của đài này đã, đã định hướng tất cả dư luận trong cái vấn đề chống dịch trong cái laptop của Hunter Biden những hồ sơ điều tra về gia đình của Biden đều bị họ che đậy hết và không đưa tin và chủ yếu là tấn công vào cái chiến dịch tranh cử của ông trump cũng như là tấn công vào cái khuynh hướng bảo thủ của đảng cộng hòa và bây giờ thì đại này đã bị lên dàn hỏa quý vị đây là cái tin mà tôi có được là đài NPR, tức là đài NPR đang nằm dưới cái sự gọi là giám sát của đảng cộng hòa các thành viên của đảng cộng hòa đã lên kiến kêu gọi là rút lại tất cả những ngân sách cho cái tai tiếng về tình trạng thiên vị của đài NPR trong đó thì quý vị các thành viên của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội lên tiếng và nói rằng National Public Radio gọi tắt là NPR, nguồn ngân sách liên bang phải được à, à, chấm dứt sau khi mà một à, biên tập viên được xem là một à, đã lên tiếng và cho biết rằng là đã à, cái à, tất cả những nhân viên của đài này đều đi theo tinh thần của đảng phái. NPR đã bỏ rơi cái à, chính sách gọi là bình đẳng à, và cái chính sách gọi là hội nhập của họ để mà báo cáo một chiều à, với cái à, tinh thần rất là thiên vị ở trong cái à, phòng tin tức của họ đó là chờ lãnh đạo khối đa khối đa số ở tại hạ viện là dân biểu Whip Tom Emmer của đảng cộng hòa tại Minnesota cho biết như trên ông là nhân vật số 3 của đảng cộng hòa đã lên tiếng và sự chọn lựa rất đơn giản là là tiếp tục cung cấp tất cả những điều này hoặc quân bình tất cả những cái thông tin mà người dân Hoa Kỳ và người trả thuế đã cung cấp nguồn tiền cho quý vị đó là lời phát biểu của ông Mick Romney của đảng cộng hòa ở tại Utah ông là thượng nghị sĩ và nói rằng đại này sẽ đối diện với cái hậu quả khi mà họ đang nếu như họ mà tiếp tục hoạt động dưới triều đại của ông Trump và bên cạnh đó thì người mà được xem là đưa ra cáo buộc gọi là một giới chức cao cấp biên tập về thương mại có tên là Uri Berliner 25 năm làm việc cho đại NPR trong thời gian gần đây đã chia sẻ tất cả những cáo buộc về cái đại NPR này trong cái chương trình gọi là Bình đẳng của họ và ảnh hưởng rất nhiều trong vấn đề đưa tin của họ về quyền tự do báo chí Và ông Berliner nói tôi phát hiện ra 87 người đã, đã ghi danh Đảng Dân Chủ làm việc trong cái phòng tin tức Và Zero Republican không có một người nào của Đảng Cộng Hòa Và nó cho thấy là đây là cái văn phòng của NPR ở tại Washington DC và ngay lập tức thì Chủ tịch Hội nghị của Đảng Cộng Hòa là bà Elise Stefanik đã, đã chỉ ra cho thấy là bà từ lâu nay bà đã gọi NPR này cần phải chấm dứt cái ngân quỹ của liên bang tài trợ cho họ. Đây là cái hành động gọi là đảng phái chính trị và nó đã lạm dụng tiền thuế của người dân đưa ra những cái tin tức giả, dối trá chống lại Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Trump. Và họ đã trở thành một cái guồng máy tuyên truyền cho cái khuynh hướng khuyên tả, cực tả và... Chúng ta đã từng thấy những cái điều này xảy ra trong cái nước Cộng sản của Trung Quốc. Trong khi đó thì Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas nói rằng việc mà gần như là cái tính chất tuyên truyền đảng phái này. Ông nói rằng những tiền thuế của người dân không thể để cho tiền này xảy ra. Và trong đó thì à, đây là một trong những cái tin tức mà phía của đài Fox đã đưa tin về cái tai tiếng của đài NPR sau khi một nhân viên làm việc 25 năm và là một tổng biên tập, một editor của một cái trang business của NPR đã lên tiếng cáo buộc về cái phòng tin tức của NPR, trong đó gần như là cách đưa tin rất thiên vị. Quý vị, sở dĩ NPR trở thành một trong những cái uh, tâm điểm trong cả hai ngày qua là bởi vì NPR mỗi một năm đều nhận ngân sách của liên bang. Đây là một cái đài bán chính phủ. NPR hay là PPS, hai cái đài này, PPS là đài phát hình và NPR đều nhận cái nguồn tài trợ của chính phủ bán chính thức mỗi một năm họ là một cái đài bán chính thức của chính phủ và phía của à, đài pps thì họ à, thông minh hơn tức là họ xảo quyệt hơn họ xảo quyệt hơn ở chỗ là họ không lập ra họ không đưa tin theo kiểu của npr một cách trắng trợn thiên vị mà họ lập ra một cái tổ chức gọi là republica tổ chức này là một tổ chức thực hiện các cái phóng sự điều tra và họ chỉ là người mua lại những cái content những cái nội dung của của uh, Republica này để họ đưa lên chiếu trên đài em, trên đài PBS thôi thì cái vị Republica được xem là một tổ chức truyền thông cực tả tôi có, có thể nói là cực tả và Republica thực hiện những cái nội dung chuyên môn đào sâu vào cái nhóm bảo thủ và những người bảo thủ tức là họ đi tìm kiếm điều tra và phanh phui tất cả những cái uh, câu chuyện của những người bảo thủ kể cả những người được xem là quy thế trong quốc hội đều bị trở thành mục tiêu của đà thì quý vị những đài này là những đài bán chính thức nhận tiền của chính quyền liên bang mỗi một năm thì quý vị do đó bây giờ NPA đã được đưa lên trên sàn của quốc hội và các thành viên của đảng cộng hòa đã phản ứng rất dữ dội khi mà đài này đã có một cái thái độ rất thiên vị rõ ràng trong vấn đề chính trị, thì quý vị, câu hỏi đặt ra của tôi là bây giờ họ phanh phui đài NPR, tức là National Public Radio, một cái đài thiên vị như vậy. Nhưng còn những cái đài khác thuộc quyền của chính phủ và quốc hội cung cấp tài trợ hàng năm thì như thế nào? Hai cái đài mà tôi muốn nhắc tới, thứ nhất là VOA, VOA tức là Voice of America, tiếng nói của người dân Hoa Kỳ. Đây là cái đài chính thức do chính phủ tài trợ và sau đó thì chúng ta lại có cái đài từ đầu thập niên 90 thì quốc hội đã thông qua cái ngân sách hỗ trợ cho một cái chương trình người ta gọi là đài Á Châu tự do tức là AfE tức là Asia Phi à, à, xin lỗi quý vị à, Radio Phi à, Radio Phi Asia tức là một cái đài phát thanh à, tiếng nói gọi là Á Châu tự do và quý vị kể từ khi thành lập cho tới bây giờ thì dường như những đài này vẫn đang thiên vị. Không kém gì đài NPR cả, mà cái sự thiên vị nó còn trắng trợn hơn. Quý vị, cả đài tiếng nói phát thanh và gọi là đài tiếng nói Hoa Kỳ là VOE, mà quý vị thường gọi là đài VOA đó. Thì quý vị, đài này chính ra là phải đưa những cái thông tin của chính phủ. Chính ra họ chỉ đưa thông tin của chính phủ thôi. Và đưa những cái thông tin mà là những cái quốc gia khác không dám đưa tin thì đài đài này nó là cái tiếng nói của người dân Hoa Kỳ mà. Do đó, nó mang cái tên này thì nó phải đại diện cho tiếng nói của người dân Hoa Kỳ. Nhưng tất cả nhân viên của đài này, kể cả những cái ban gọi là không phải Anh ngữ đều là thành phần, tôi gọi là thành phần thiên tả nằm trong tất cả các đài này. Rồi tới phiên đài Á Châu Tự Do. Đài Á Châu Tự Do được quốc hội chấp thuận cái ngân sách từ đầu thập niên 90. Tức là khoảng năm 92, 93 gì đó quý vị thì quốc hội đã chấp thuận mỗi một năm cấp ngân sách cho đài Á Châu Tự Do, mục đích là để đưa tin vào các quốc gia được xem là độc tài cộng sản, ví dụ như Trung Quốc hay là Miến Điện cộng sản Việt Nam vân vân. Thì quý vị, cái đài này, chế cái quy tắc lập ra là để đưa những cái thông tin mà những chính phủ này che đậy, che đậy không có đưa cho dân chúng biết, thì cái mục tiêu của đài Á Châu Tự Do là đưa những nguồn thông tin này cho người dân ở á châu biết thông qua cái làn sóng ngắn của họ ở tại á châu tức là làn sóng ngắn về radio đó quý vị tuy nhiên thì quý vị đã chứng kiến được những cái đài này trong những năm gần đây họ dường như không làm đúng vai trò của mình nhất là đại á châu tự do đài á châu tự do đáng lý phải đưa những thông tin mà chế độ cai trị ở việt nam bưng bít và không cho người dân biết thì ngược lại á châu tự do trả lương cho mỗi một nhân viên mấy chục ngàn Mỹ Kim một năm. Tôi nói là gốc Việt nha. Những nhân viên gốc Việt của Á Châu Tự Do nha. Mấy chục ngàn một năm. Cuối cùng họ vào trong văn phòng. Mỗi một ngày họ lấy báo chí Việt Nam xuống. Họ xào nấu tin từ Việt Nam để mà họ đưa tin thôi. Họ không hề có một văn phòng ở tại Việt Nam hay ở tại Bangkok để lấy tin Việt Nam mà những cái tin mà người ta không biết. Đằng này quý vị, nó chỉ lấy những cái tin của Cộng sản đã đăng ra rồi nó xào lại từ báo tuổi trẻ thanh niên VN Press. chứ nó không có đưa những cái tin mà người dân không biết. Do đó quý vị, cái đại Á Châu Tự Do này nó chỉ làm cái nhiệm vụ đó thôi. Và thứ hai, thời điểm, thời lượng còn lại của nó là toàn bộ dốc toàn lực tấn công vào đảng Cộng Hòa và Tổng thống Trump. Gần như cái đài này là cái đài nó thiên vị hoàn toàn. Thì quý vị, Á Châu Tự Do hay là VOA tôi gọi là shame shit. Tất cả họ đều sinh sống tại DC. Tất cả họ đều sinh sống tại DC và cái cách làm tin và cái cách đưa tin của họ tôi đã nói rồi. Thì quý vị, họ cũng bias không kém. Chừng nào tới phiên những đại này. Trước đây, ở cái năm 2020, ông Trump đã nhìn thấy được cái cái trò thiên vị này rồi. Và ông đã lập ra cái uh, GMB, uh, tức là cái uh, tổ chức media toàn cộng và mai này thì đáng lý ra là chính ra ông Trump dự tính là cái ngân sách chính phủ dành cho cái tổ chức media toàn cầu này là sẽ chi phối tất cả những đài mà đã nhận được cái nguồn tài trợ của chính quyền liên bang và quốc hội. Tuy nhiên thì quý vị, năm 21 Joe Biden lên thì cái dự án này đã dẹp bỏ. Thì các cái đài nhận tiền của chính phủ Hoa Kỳ, trong đó những cái đài chính thức mỗi một năm là toàn bộ số tiền của họ là từ tiền thuế của người dân tức là từ quốc hội bao gồm VOA bao gồm Á Châu tự do và thứ hai là những đài bán chính thức là cái của chính phủ nhưng mà họ vẫn nhận được tức là họ vẫn nhận được tiền nhưng mà họ vẫn là đài tư nhân là NPR và PPS. đây là những cái đài bán chính thức làm việc cho chính phủ còn Á Châu tự do và VOA là hai cái đài chính thức nhận nguồn ngân sách từ quốc hội từ tiền thuế của người dân trả lương cho họ. Thì quý vị, chúng ta đã chứng kiến được những nhân vật của những đài này đã đưa tin kiểu nào và những người có khuynh hướng khác biệt đã bị đẩy ra như thế nào. Quý vị còn nhớ cái trường hợp của Hoàng Đức Chân Như là một à, nhân viên của VOA chỉ vì cái quan điểm ủng hộ cho ông Trump, Hoàng Đức Chân Như đã bị đuổi việc. Và bây giờ hình như Hoàng Đức Trân Như đã có một cái trang Youtube hay là một cái trang Facebook riêng rồi. Nhưng mà quý vị, đây là một thí dụ rất điển hình của Á Châu Tự Do và VOA. Khi mà những ai có tư tưởng ủng hộ cho phe bảo thủ Cộng Hòa hay ông Trump đều bị cách này hay cách khác bị đuổi việc. Thì quý vị, đây là cái hiện trạng nó đang xảy ra ở trong các cái chương trình truyền thông mà lãnh tiền của chính phủ hàng năm. Đại NPR, quý vị thấy, chính cái người cựu tổng biên tập của họ làm việc 25 năm và cáo buộc trong phòng tin tức ở Washington DC, 87 người làm việc. Tổng cộng 87 người bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Không có một người nào có khuynh hướng của đảng Cộng Hòa hết. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì quý vị? Cái thái độ bias, tức là thiên vị, nó rất rõ ràng và bây giờ thì NPA đã được các thành viên trong quốc hội ở trên ở trên quốc hội thuộc hạ viện lẫn thượng viện đã bắt đầu đặt câu hỏi đã bắt đầu đặt câu hỏi và họ quyết định sẽ đi phân cái số tiền của liên bang hàng năm không thể để cho tiền thuế của người dân để tuyên truyền cho một đảng phái và tấn công một đảng phái khác các đài này bây giờ đang đóng vai trò đó thì quý vị bên cạnh đó thì quý vị thấy là cái cuộc điều trần của bà Catherine Hurich ở trên sàn của Hạ viện trong cái tiểu ủy ban chống vũ khí hóa trong chính quyền liên bang và tình trạng kiểm duyệt tin tức của các công ty truyền thông và cáo buộc cái hành động của CBS thì quý vị cho thấy rõ ràng là chúng ta đang chứng kiến một cái thức cái hình thức gọi là tư nhân hóa quyền lực <laughs> tư nhân hóa quyền lực tức là chính phủ liên bang của Joe Biden <laughs> không đụng gì tới cả nhưng mà họ sử dụng cái nguồn tài trợ và họ sử dụng cái tư thế của họ để mà có thể buộc tất cả những công ty truyền thông này áp dụng chính sách kiểm duyệt đối với người dân, kiểm duyệt đối với những người làm nghề ký giả. Những tin tàu, tin tức nào bất lợi cho Joe Biden hay là bất lợi cho đại gia chủ đều bị bịch lại hết. Bị bịch lại bởi người điều hành của công ty truyền thông, bất kể đó là công ty truyền thông tư nhân hay nhận tiền của chính phủ. Thì quý vị, đây là cái mà chúng ta đã chứng kiến được mà tôi đã nói quý vị, thật sự nạn nhân của đám truyền thông thiên tả này là người Việt Nam. Chính cái cuộc chiến Việt Nam, chúng ta đã bị bôi nhọ rất nhiều bởi đám truyền thông thiên tả này. Và cái cái đài mà chủ chốt nhiều nhất chính là đài CBS. Chính là đài CBS. Và tới ngày hôm nay quý vị, họ tránh né được rất là nhiều. Tôi có một số những người à, tiền bối của tôi từng làm việc cho đài CBS trong thời chiến tranh Việt Nam. Họ đem cái mạng của họ ra để ở trên chiến trường, có thể bị trúng đạn bất cứ giờ phút nào, để lấy những thước phim hình ảnh gửi về cho CBS. Kết quả khi họ qua Mỹ, CBS đạp họ ra. Ô, oh, chúng tôi có diêu nhìn, chúng tôi không thể mướn ông làm việc được. Ủa, vậy chiến tranh Việt Nam thì họ dùng cái mạng của mình để làm việc cho CBS? Họ dùng cái mạng của mình là họ không biết bị bắn giờ phút nào từ viên đạn ở đâu tới để lấy được những thước phim về chiến tranh Việt Nam cho đài truyền hình CBS. Nhưng mà khi qua tới Mỹ thì CBS đạp họ ra ngay. Ơi chúng tôi có diêu nhìn ở đây chúng tôi không thể mướn các ông chúng tôi không thể làm gì được hết. Quý vị đây là cái giá phải trả cho những người họ không hiểu về cái tình trạng của nước Mỹ. Ngày xưa họ nghe nói làm cho đài Mỹ là rất là vinh hạnh được làm cho đài truyền hình Mỹ thì quý vị cuối cùng họ bị bóp họ bị bắt chanh bỏ vỏ họ bị đạp ra ngoài xã hội và những người đó bây giờ có người còn sống có người đã chết có người còn sống thì vẫn lây lết ở quận cam đi chụp hình dạo còn có những người lớn tuổi rồi thì đã mất rồi thì cái vị đây là đài CBS một trong những cái đài cực tạ và quý vị bây giờ thì chúng ta thấy được là gì msnbc gần như là nó một cái đài công cụ của lực lượng khuynh tả và đảng dân chủ mỗi một ngày mà quý vị mở msnbc lên mà quý vị chỉ cần kiếm được một ngày nào đó mà họ không công kích bên ông trump hay họ không công kích bên phía đảng ông hòa thì quý vị tôi sẵn sàng chịu thua cho quý vị bất kỳ một cái à, à, vụ cá độ nào ngày nào cũng vậy hết rồi quý vị nó lan trọng ở trong những cái đài mà nhận tiền của chính phủ luôn. Thì bây giờ đã tới lúc chúng ta phải chấn chỉnh lại rồi. Bây giờ quốc hội đã bắt đầu lôi NPR lên. Và như vậy thì quý vị, NPR sẽ phải sa thải để đổi lại tiếp tục duy trì cái ngân sách tài trợ của liên bang. Còn nếu không thì họ đóng cửa. Tại vì cái đài này quý vị, chính ra cái đài này lúc được lập nó gọi là National Public Radio, là cái đài này được lập ra chủ yếu là đưa thông tin bằng radio. Thứ hai, là quý vị, bởi vì ngày xưa cái thập, thập niên mà 40 50 thì quý vị lúc đó người dân Mỹ không có không có thông tin nhiều. Thông qua những cái đài radio thì quý vị lúc đó truyền hình cũng chưa phát triển mạnh nữa. Thì những cái đài radio này được tài trợ của chính phủ để đưa thông tin đến cho người dân, đặc biệt là những cái thiên tai nhân họa. Thì quý vị, nó là một trong những cái đài đã được tài trợ từ lâu. Để mà đưa những thông tin cần thiết cho người dân. Bây giờ thì quý vị nó đã biến thể trở thành một cái thứ công cụ chính trị của một đảng phái chính trị. Nhưng mà nó vẫn vẫn nhận tiền thuế của người dân hàng năm để trả lương cho tất cả những nhân viên này. 87 người này trụ ở DC. Lương một người tối thiểu là 4-50 ngàn một năm. Tôi nói là tối thiểu nha. Có những người lên trăm mấy 200 ngàn một năm. Và tiền đó do chính người dân trả thuế chúng ta trả. Nhưng mà họ không đưa tin theo cái kiểu gọi là trung dung và đưa theo tin theo cái kiểu gọi là vô tư tức là không đứng về phía nào mà họ đưa tin theo kiểu thiên vị bây giờ quý vị bây giờ tôi nói quý vị nghe mở họ lên á là ngày nào mà ông trump giành được một cái tích cực gì đó là không thấy họ nhắc tới nhưng ngày nào mà công tố viên truy tố ông trump đưa ra một cái điều gì là họ thổi phòng lên ngay họ lật đật đi phỏng vấn người này người kia để làm cho cái tin đó nổi thổi phồng lên ngay nếu mà ông Trump có một vấn đề gì liên quan tới pháp lý trong các cái cáo trạng nhắm vào ông còn nếu không nữa quý vị là họ không đưa ngược lại bên phía Joe Biden đó, thì những đài này không ít ít khi nào đưa tin hoặc là chỉ có vài dòng cho có lệ thôi về cái cuộc điều tra nhắm vào gia đình của Biden còn có những cái tin là nó che đậy luôn giống như là cái laptop của Hunter Biden là nó chặn đứng luôn nó không cho đưa tin luôn. Mặc dù bây giờ quý vị, chúng ta thấy rõ ràng là câu chuyện laptop Hunter Biden đã được sự xác nhận của cơ quan FBI và Sở Thuế. Nhưng mà nó vẫn không đưa tin. Tương tự như vậy, Á Châu Tự Do, VOe gần như họ lợi dụng, họ chỉ đưa vài ba cái tin lạc vặt của Việt Nam thôi. Mà những tin này không phải do họ đích thân đi lấy. Mà họ chỉ lên họ lấy báo chí cộng sản từ tuổi trẻ thanh niên cho tới VNF Press rồi không tấn xã Việt Nam, họ lấy lên cái họ xào lại họ đưa tin thôi. Trong khi mục đích của những cái đài này là phải truyền bá những cái tin mà cộng sản bịch lại không đăng. Đây là mục đích của Á Châu tự do. Chúng ta đăng những cái tin mà cộng sản bịt miệng không không đăng, không cho người dân biết, thì nó không đăng. Nó lấy tin của trong nước, ví dụ như vụ án của Trương Mỹ Lan hay là cái vụ uh, Khuyết Thách Việt Á những cái này báo chí trong nước đăng đầy hết rồi người dân đâu cần đâu cần đọc tới tới á châu tự do làm con khỉ gì họ chỉ muốn đọc những cái gì mà cái chế độ cai trị không muốn đăng thì đám này không làm đó là mục đích của á châu tự do đó ngược lại quý vị thời lượng còn lại là nó dùng tất cả thời lượng này nó lên nó bình luận về chính trị mỹ nói là bình luận về chính trị mỹ nhưng mà nó mở diễn đàn công kích bên đảng cộng hòa và công kích bên phía ông trump Quý vị đây chính là cái cái cách làm việc của đám á châu tự do gốc việt và kể cả cái đám VOA gốc việt bây giờ gần như là nó sử dụng đây là một cái diễn đàn tấn công một cái diễn đàn chính trị rồi đã tới lúc là sau khi mà npa xong là tới lúc chúng ta phải làm việc với lại nhất là mùa bầu cử sắp tới chúng ta phải làm việc với lại các thành viên trong quốc hội đặc biệt là chủ tịch các quỹ ban đang nằm dưới quyền của hạ viện đang nằm ở dưới hạ viện thuộc quyền của đảng cộng hòa chúng ta phải vạch ra hết cách đưa tin và ý nghĩa của Á Châu Tự Do lúc lập ra là cái gì. Để cho thấy rằng toàn bộ họ đều đi sai hết và cố tình lợi dụng cái ngân sách của chính phủ để thực hiện mục tiêu chính trị của mình. Quý vị, tôi nhớ năm 1992 hay 93 lúc đó quốc hội chấp thuận cho cái ngân sách dành cho Á Châu Tự Do, những quốc gia bị bưng bít thông tin là mục đích là mình đưa những thông tin bị bưng bít. Còn bây giờ quý vị có thấy là nó có đưa cái tin nào bị bưng bít đâu. Toàn bộ tin tức của nó là xào lại từ báo chí tuyên truyền của cộng sản. Nó viết bằng một cái ngôn ngữ khác thôi. Chứ nó có gọi là đưa những cái tin bị bưng bít đâu. Đây chính là cái mà tôi nó đi sai cái hướng đi của Á châu tự do. Và quý vị, sau khi mà phía của quốc hội làm việc xong với npr tức là National public radio đó thì chúng ta phải nhắm tới AFE radio free asia voe tức là voice of america những cái nhân viên làm việc của những đài này bây giờ họ ăn tiền lương từ tiền thuế của người dân tức là tiền thuế của chúng ta nhưng mà họ đã không làm đúng vai trò được giao phó ngược lại họ biến nó trở thành một cái diễn đàn một chiều đầy thiên vị chính trị thì quý vị, đây chính là cái cái cần thiết của chúng ta và chưa kể nó còn tiếp tay bôi nhọ cái người miền Nam Việt Nam nữa. Bôi nhọ cái chính thể của Việt Nam Cộng hòa ngày xưa nữa. Là những thành phần này. Những thành phần này ngày xưa mà ở Việt Nam quý vị gọi họ là à, cái gì? À, nhà à, cái gì nhóm thứ ba đó. Thì quý vị, thật sự họ là những kẻ thiên tả và có cái tư tưởng hơi hứng của cộng sản. Thì quý vị đây chính là cái mà tôi đang đặt câu hỏi ra sau NPA Chúng ta sẽ làm việc với phía Hạ viện như thế nào Đặc biệt là ở quận Cam Ở quận Cam Quý vị nhớ là chúng ta đang có bà Michelle Steele Đại diện cho quý vị Ở đây thì tôi đã bắt đầu chuẩn bị viết thư cho ông Michael Bacot rồi Nhưng mà tại vì Michael Bacot là chủ tịch quỹ ban đối ngoại Thì tôi đang nhờ văn phòng của ông Michael Bacot để liên lạc với lại cái quỹ ban ngân sách của Hạ Viện để đặt vấn đề về Á Châu Tự Do và VOA. Quý vị, đây là cách mà họ đang làm và nhất là mùa bầu cử sắp tới thì cái diễn đàn này nó còn mạnh hơn nữa. Nó còn ra sức công kích ông Trump và bên đảng Hòa nhiều hơn ai hết. Thì do đó quý vị, lần này chúng ta kịp thời môi NPR lên thì có lẽ là những đài còn lại chúng ta phải đặt câu hỏi. Còn nếu không, cái giá trị của bây giờ cái xã hội gọi là có mạng xã hội rồi ở trong Việt Nam bây giờ người ta dùng mạng xã hội nhiều lắm thì những cái đài này còn có giá trị hay không nó còn có giá trị với cái tiền thuế của người dân hay không dẹp bỏ nó đi tại vì nó không còn giá trị gì nữa nó chỉ sử dụng cái này bây giờ có bị nói tôi nghe ở Việt Nam còn được bao nhiêu người nghe đài Á Châu tự do hay là VOA đây thậm chí lượng subscriber của nó còn không bằng tôi nữa thì cái giá trị nó đâu còn nữa. Trong khi đó nó vẫn sử dụng cái diễn đàn này để mà biến thành một cái diễn đàn chính trị một chiều. Thì có nên dẹp bỏ nó hay không? Tới lúc phải cắt bỏ những cái chương trình không còn cái giá trị nữa. Tại vì bây giờ quý vị, mạng xã hội đầy hết rồi. Một mình Trương Quốc Quy không đó là nó gấp đôi gấp ba lần cái diễn đàn của Á Châu Tự Do rồi. Mà Trương Quốc Quy có nhận được tài trợ của chính phủ đâu. Mà Trương Quốc Quy là cái kẻ mà có ảnh hưởng nhất trong giới trẻ trong Việt Nam. Thì quý vị, chúng ta đã đã tới lúc phải xét lại sau khi mà đài NPR bị làm thịt bởi Quốc hội Hoa Kỳ. Thì tới lúc Á Châu Tự Do và VOA, chúng ta phải đưa lên tất cả những cái bản tin của họ. Cho thấy rằng là họ không làm đúng vai trò của một công ty truyền thông, của một cái uh, cơ quan đại diện cho tiếng nói người dân Hoa Kỳ, VOA mà dường như nó trở thành một thứ công cụ chính trị. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay liên quan tới đài NPA đang bị các thành viên trong quốc hội dòm ngó tới và chuẩn bị cắt ngân sách. Thì tôi nhắc luôn Á Châu Tự Do và VOA là những cái đài cũng không kém gì NPA cả. Thậm chí nó còn bựa hơn cả NPA. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi. Trong chương trình kế tiếp của TMP Channel, xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!